Thưa quý vị, những tháng cuối năm, thời tiết bất thường là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chăn nuôi của bà con nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, các hộ chăn nuôi đã và đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ vật nuôi phục vụ tăng đàn trong dịp này. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại huyện Hòa Vang. Đây là đàn gà hơn 200 con của hộ ông Nguyễn Văn Bích, thôn Hiền Phước, xã Hòa Liên. Ngay từ khi bước vào mùa mưa bão, ông Bích đã chủ động các biện pháp ứng phó với gió lạnh và dịch bệnh trên đàn gà của mình, từ việc thay đổi thức ăn đến xử lý chuồng trại phù hợp. Trước đó, được sự hướng dẫn của ngành nông nghiệp và hội nông dân xã, các hộ chăn nuôi tại xã Hòa Liên, trong đó có hộ ông Bích đã chuyển sang chăn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học. Vì vậy, đàn gà đã có sức đề kháng tốt qua nhiều năm. Trong cái mùa mưa này, chúng tôi tập trung là che chén, không cho gió lạnh lùa vào. Thức ăn tập trung cho nó ăn là chủ yếu là cám, bắp và thức ăn dư thừa tận dụng trong gia đình. Từ xưa nay là chúng tôi nuôi áp dụng cái chăn nuôi gà này thì dịch bệnh chưa có xảy ra. Những cái hộ mà chăn nuôi thì họ sẽ nắm được cái lịch của mùa rồi, theo mùa và sẽ có phòng trước cái vaccine cho gà, ví dụ như các cái vaccine mà cúm rồi những cái vaccine trong mùa đông này á, thì họ đã chích ngừa và đặc biệt là sẽ uống tăng cường thêm cái vitamin C cho gà và cũng chuồng trại đảm bảo cái độ ấm, giữ ấm cho gà để cho nó khỏi phải dịch bệnh. Theo chỉ đạo của huyện Hòa Vang, Ủy ban Nhân dân các xã cũng đã triển khai các phương án hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi trong dịp cuối năm, nhất là khi nhu cầu tăng đàn của người dân ngày càng cao. Trước dự báo thời tiết phức tạp, các địa phương cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời chỉ đạo thú y cơ sở, các đoàn thể theo dõi sát diễn biến dịch bệnh để tiếp tục công tác tiêm phòng. Từng người dân là sẽ tuyên truyền với nhau và để nắm bắt cái tình hình dịch bệnh và từ đó để mà có các biện pháp phòng trừ cho nó đảm bảo. Cái thứ hai thì vừa qua thì trên địa bàn của xã cũng đã tiêm phòng một số là gia cầm, cúm gia cầm và tiêm phòng lở mồm long móng, thì qua xét nghiệm, kết quả xét nghiệm của chi cục nông nghiệp đến nay thì đạt 100%. Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang, so với năm ngoái, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong năm nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát, các dịch bệnh mới không phát sinh. Điều này cũng cho thấy hiệu quả của việc nhân rộng các vùng chăn nuôi an toàn theo đề án của thành phố trong thời gian qua.